bạn khỉ độc Winston. Này các bạn thấy mặt bạn này có dễ thương không? Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cảm ơn các bạn luôn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với dòng Funko Pop Games chủ đề Overwatch với thêm 5 nhân vật siêu ngầu và siêu dễ thương luôn. Ở lần trước thì anh đã giới thiệu 4 nhân vật của dòng Funko Pop Games Overwatch này. Nhưng mà nào chưa xem thì hãy bấm vào link ở đây nhé. Ha, và như Cam Cam đã nói, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 5 nhân vật nữa. Mà ở đây có tới 2 nhân vật 6 inch rất to và đẹp. À đúng rồi, em khoe các bạn tấm hình bữa anh mới chụp đi. Ha, Cam Cam anh nhớ rồi. Nhưng mà trước tiên em đi vào xíu nha. Ta-da, các bạn đã thấy chưa? Một phiên bản của nhân vật The Hulk cao tới gần 3 mét luôn nha các bạn. Mà bạn này thì không phải đang ở nước ngoài đâu. Các bạn hoàn toàn có thể tới chụp hình cùng với cái mô hình này ngay tại trung tâm thương mại SC Vivo City. Lần trước thì anh cũng đã thông báo với các bạn một cái sự kiện sắp sửa diễn ra rất là hot luôn. Lễ hội siêu anh hùng Superhero Fest do cửa hàng đồ chơi Toy Sphere tổ chức sẽ được diễn ra bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 cho đến hết ngày 3 tháng 6 năm 2018. Thì cái mô hình của The Hulk khổng lồ này chính là để quảng cáo cho sự kiện ngày hôm đó. Rất là thú vị, rất là hoành tráng luôn các bạn ơi. Có rất là nhiều hoạt động và cuộc thi sẽ được diễn ra trong sự kiện đó. Về chi tiết thì trong video lần trước anh Khoai Tây đã giới thiệu khá là rõ rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của Toy Sphere để biết thêm thông tin nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với một nhân vật siêu ngầu. Tan tan tan. Với phiên bản Funko Pop 6 inch, chúng ta có nhân vật Reinhardt. Pam pam pam. Là phiên bản 2D của bạn này nha. Wow, bạn này rất là ngầu luôn các bạn ơi. Từ đầu đến chân luôn là cả nguyên một bộ dép thật là hầm hố. Và được phủ bằng một cái màu metallic bạc siêu đẹp luôn. Đây, chúng ta nói tới cái phần đầu này trước nha. Do cái đặc điểm của bạn này nó quá đặc biệt cho nên là sẽ không có cái hai con mắt màu đen đặc trưng của dòng Funko Pop. Và thay vào đó là cái display màu vàng cam như thế này. Hình chữ V. Ở trên đây có những cái sừng nhìn rất là ngầu. À, và cái đầu này thì chúng ta có thể quay qua quay lại được chút xíu bởi vì đã vướng hai cái phần giáp ở cầu vai này đó các bạn, rất là to. Không phải là bobblehead có lò xo đâu. Bên dưới phần trang phục thì khỏi nói luôn, quá là ngầu. Bộ giáp ngay trước ngực thì u ra hình tròn ở phía trước như thế này. Hai phần giáp cầu vai siêu đẹp luôn. Ta ta ta. Ở phần cánh tay bên trái của bạn này thì có một cái giáp mặt hình sư tử. Ở trong game thì bạn này có thể phát ra một cái shield rất là bự để che chắn cho đồng đội và chính mình. Anh nghĩ đây là cái thiết bị mà để tạo ra cái shield đó. Ở đằng sau thì chúng ta có một cái động cơ chính nè, giúp cho bạn này có thể bay được tới trước rất là nhanh. Những cái chi tiết ở khu vực này rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nhất là những cái đốt sống lưng ở bên dưới nè. Ồ, rồi phần chân. Rất là đã, rất là hầm hố luôn. Tất nhiên anh sẽ không thể nào quên được cái búa này. Đó, vũ khí chính của bạn này. Và chắc chắn là cái búa này không phải là để đóng đinh các bạn. Đó, phần đầu chính của cái búa nè. Wow. Và ở đằng sau là chúng ta có một cái động cơ rất là hoành tráng luôn. Oh my god. Bạn này có một cái độ nặng đúng như anh dự đoán. Cầm rất là chắc tay nè. Siêu cứng cáp luôn. Một phiên bản Funko Pop cực kỳ thành công của nhân vật này luôn. Anh ước gì mình có thể gỡ cái phần búa này ra để chơi riêng. Nhưng mà đáng tiếc là nó đã được dán keo rất là chặt vào cái tay rồi. Quá đã luôn. Ok, để bên này nha. Nhân vật tiếp theo giới thiệu với các bạn, đây là Symmetra. Đây là Aquat 2D của bạn này. Và có đi kèm thêm một cái phụ kiện rời nữa y chang trong game luôn. Bạn này có đi kèm thêm một cái đế. Và nhìn bạn này cũng khá đẹp nha. Và bạn này cũng là một trong những số ít có cái phụ kiện đi rời theo nè các bạn. Đây là một trong những cái sentry turret của bạn này trong game. Đó, ở trong game thì bạn này sẽ đi đặt cái này ở khắp nơi. Trên tường, trên trần nhà. Và khi mà đối phương đi ngang qua tới gần những cái sentry này sẽ bị bắn laser. Pew, 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 pew. Và nhân vật Symmetra này thì có nguồn gốc là người Ấn Độ nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ thấy có một cái làn da bánh mật. Đó. Tóc đằng sau nè, rất là đẹp luôn. Bạn này có một cái thiết bị đội đầu trông rất là ngầu nha các bạn. Hai cái tay bên đây nhọn lên như thế này. Và đằng trước là một cái kính display trong suốt. Đó. Chi tiết ngay cái giữa trán của cái nón này cũng rất là đẹp nè. Còn bên dưới phần thân của bạn này thì chúng ta có thể thấy ngay ở đây là một cái cánh tay máy khá là đặc trưng của bạn này. Có cái khả năng tạo ra những cái hạt năng lượng photon, cũng là cái vũ khí chính của bạn này luôn. Nhìn giống như là một cái viên pha lê các bạn này đang cầm giữa hai tay nha các bạn. Cái trang phục này cũng có những cái đường viền màu vàng metallic rất là đẹp luôn. Cái đuôi tôm. Nếu các bạn nhìn kỹ hơn vào trong cổ thì chúng ta cũng thấy có một cái chi tiết cái dây chuyền của bạn này hay đeo. Cái sentry này rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Tiếp theo, chúng ta có một cái nhân vật này khá là mũm mĩm dễ thương. Mei, một nhân vật có gốc quốc gia là từ Trung Quốc. Đây là cái Aquat 2D của bạn này.
À, rất là dễ thương, cặp kính nè. Wow, bạn này đi kèm với một cái đế thật là to nha. Đây này các bạn, cái đế của bạn May này là to hơn gấp đôi của bạn Symmetra luôn. À, mèn ơi, bạn này dễ thương quá chừng luôn. Ở trong game thì bạn này có một cái thân hình rất là mẫm mỉm luôn. Chắc là một phần do cái bộ đồ nữa. Nhưng mà còn ở phiên bản Funko Pop này, cái đầu nó to ra như thế này. Cho nên là chúng ta có cảm giác là thân hình bạn này khá là cân đối. Ok, xem nào. Wow, anh rất là thích cái chi tiết cái kiến này luôn đó các bạn. Tuy là không có một cái tròng nhựa trong suốt, nhưng mà cái kính này nó rất là chắc chắn luôn nè. Wow, cái chi tiết tóc của bạn này rất là đẹp luôn nha. Và để tạo được cái kiểu tóc như thế này, anh nhìn sơ thấy có 1, 2, 3 pạt khác nhau được gắn lại với nhau. Đằng sau này là cái búi tóc có cài qua một cái trâm. Wow, cái trâm này đẹp đó. Có màu bạc metallic, có một cái viên ngọc đỏ ở đây. Rồi một cái charm hình bông tuyết. Cái năng lực và cái vũ khí chính của bạn này có liên quan tới băng giá nha các bạn. Ví dụ như là bạn này có thể dựng nên một cái bức tường băng để ngăn cản đối thủ, hoặc là phun băng biến đối thủ thành đông đá luôn. À, thì đây chúng ta thấy cái vũ khí của bạn này. Một cái khẩu súng bắn băng nè, được lấy ga hay là lấy năng lượng gì đó từ cái bình đeo đằng sau lưng. Rất là đẹp luôn, cái pack này nó trong suốt nè các bạn, rất là hay. À đây rồi, ha, nếu các bạn nhìn kỹ ha, ở đây chúng ta có một cái bạn robot này màu xanh nhỏ xíu nè. Chiều cuối của bạn này là tung cái bạn này ra và đóng băng cả một cái vùng rộng luôn. Ở phần cái nòng súng này cũng có một cái hiệu ứng băng chi tiết trong suốt nữa. Rất là thích cái đôi bút quá khổ này luôn các bạn ơi, nhìn rất là hay luôn nhé. Phiên bản Funko Pop của bạn này cầm khá là chắc tay. Anh cảm nhận được có độ nặng. Và nhìn tổng quát thì cái chi tiết của bạn này được làm rất là tốt luôn. Wow, từ đầu tới chân. Fan art! Trong chuyến mục fan art của ngày hôm nay, anh Khôi Tây xin giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những tác phẩm đến từ các bạn. Đầu tiên là bạn có nickname Duy Hải Đào. Với một tác phẩm rất là dễ thương luôn. Anh Khôi Tây ở bên trái và Cam Cam ở bên phải. Anh có đeo một cái mắt kính rồi trên đầu có một cái đội cái nón rất là dễ thương nè. Cam Cam thì đang chu mỏ ra, so cute. Thứ hai là tác phẩm đến từ bạn Khổng Như Cẩm. Bạn này vẽ Cam Cam với một cái quả đầu tô úp, rất là dễ thương luôn. Kế bên là anh Khôi Tây và chị Lily. Tiếp đến là bạn Kiều Anh với tác phẩm. Cái này, cái ý tưởng này hay nè. Một ý tưởng ngược lại của đời thật, đó là Cam Cam là phiên bản người, còn anh Khoai Tây chỉ là đúng nghĩa là một củ khoai tây ngồi trên vai Cam Cam mà thôi. Và bạn vẽ Cam Cam cũng rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Ở trên áo còn có một cái logo của cái quả trứng ấp la, chữ S. Cam Cam là trái trứng mà. Rồi tiếp theo nữa là hai tác phẩm đến từ bạn Maria Tâm Anh. Đầu tiên ha, là bạn đã vẽ chị Lily với Cam Cam. Tác phẩm thứ hai là bạn vẽ anh Khoai Tây và Cam Cam. Hai tác phẩm với hai phong cách vẽ khác nhau một tí nhưng mà đều rất là dễ thương luôn. Anh thích cái phiên bản của Cam Cam đang nằm ngủ trên đầu anh Khoai Tây kìa. Very very cute. Kế đến nữa là bạn có nickname Monet Mai. Không biết là bạn vô tình hay cố ý nhưng mà Monet là một họa sĩ trường phái ấn tượng rất là nổi tiếng và cũng là một trong những họa sĩ yêu thích của anh Khoai Tây. Ok, còn về tác phẩm này thì bạn đã vẽ, wow, không còn gì để nói rồi. Phong cách chibi, anh Khoai Tây và chị Lily, Cam Cam ở chính giữa. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, ngây thơ vô số tội luôn. Đây, và tác phẩm cuối cùng đến từ bạn nhóc Lay. Đầu tiên nhìn vào thì cái logo của Toy Station rồi Cam Cam cũng bình thường thôi ha. Nhưng mà khi anh lia mắt vào góc trái thì anh thấy một phiên bản nhỏ xíu của chị Lily đang thò đầu ra. Hello. Bên phải là anh Khoai Tây nữa, rất là dễ thương luôn. Ok, cảm ơn tất cả những tác phẩm các bạn đã và đang gửi về cho Toy Station. Anh Khoai Tây sẽ tiếp tục feature những tác phẩm đến từ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những chương mục fan art kỳ sau. Kể đến, chúng ta có một bạn nữa, có tên là McCree. Và bạn này là một tay súng cowboy. Và anh nghĩ là bạn này được khá ưa chuộng ở trong game luôn. Đó, đây là phiên bản 2D của bạn này nhé. Bạn này cũng đi kèm thêm một cái đế size bình thường, gắn như thế này. Đây là 360 độ. Nói chính xác hơn một chút xíu thì bạn này là một tay súng săn tiền thưởng nha các bạn. Có nghĩa là chuyên đi săn những tội phạm khác, đem nộp để mà lấy tiền thưởng. Và bạn này có gốc là người Mỹ. Các bạn ơi, phiên bản Funko Pop thì những nhân vật chúng ta có cái đầu rất là to. Và tạo hình của bạn này thì có cái nón đội nữa. Và để đội được lên cái đầu to thì cái nón này nó cũng phải to hơn. Đây, các bạn thấy chưa? Wow, một cái nón rộng vành rất là bự luôn. Này, xem nào. Trên đây chúng ta có những cái chi tiết đèn như là cái logo của bạn này. Rồi những cái trang trí hình viên đạn màu metallic vàng, rất là đẹp luôn nha. Ở bên dưới cái nón là những cái chi tiết tóc, ha, rất là bù xù. Nhìn nè, đúng phong trần lãng tử luôn.
Trên miệng bạn này thì lúc nào cũng nhâm nhi một cái điếu thuốc xì gà như thế này. Bạn này phải được đặt cách lắm á nha mới được làm cái miệng, rồi thấy cả răng nữa. Bởi vì bình thường thì những nhân vật Funko Pop chúng ta sẽ không có thấy được cái chi tiết miệng đâu, nói chi là tới răng. Còn cái râu của bạn này thì có cái phần râu chính ngay cằm thì được làm 3D nổi lên, cái phần hai bên gò má thì là sơn vẽ lên thôi. Ok, còn bên dưới, cái trang phục bạn này rất là đẹp luôn nha. Ở đây bạn này khoác một cái áo poncho màu đỏ ở bên ngoài. Và những cái chi tiết làm cái áo bị rách đó các bạn, rất là hay luôn. Thậm chí có một cái lỗ ngay đây nữa nè. Ở bên trong là một cái lớp áo giáp có màu metallic gold bạc và một ít màu xanh nữa. Bàn tay trái của bạn này là màu metallic bạc luôn. Anh không biết đây là cái bàn tay bằng máy của bạn này hay là cái bao tay thôi. Soi bên hông thì chúng ta cũng thấy một vài những cái lựu đạn nè. Đó, còn bên này là cái bao súng. Và có một cái rất chi tiết là hay luôn. Là cái bao súng có chút xíu mà cái súng to đùng. Đây, cho các bạn xem kỹ chi tiết của cái súng này. Rất là đẹp luôn. Bên đây, okay, cũng vậy. Còn ngay đằng trước của dây thắt lưng của bạn này có một cái dòng chữ BAM. Nhiều cái chi tiết, những cái viên đạn nhỏ li ti, một cái miếng bảo hộ đầu gối màu đen nè. Cái này nhìn cũng đẹp ha. Đằng sau gót giày của bạn này có những cái gai thúc ngựa. Những cái cài của cái miếng strap ngay trước đầu gối của bạn này cũng rất là hay nè các bạn. Tuy là cái phần bên dưới của bạn này chúng ta thấy cũng khá là chắc chắn rồi, nhưng mà bởi vì cái đầu quá khổ rồi bạn ơi, thêm cái nón nữa, cho nên là để chắc ăn thì nhà sản xuất đã cho bạn này thêm một cái đế. Đó, đứng như vậy là vững luôn. It's high noon. Và cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta có một bạn pop lớn nữa, bạn khỉ độc Winston. Cái guốc 2D của bạn này quá dễ thương luôn. À, mẹ ơi, mở ra thôi. Đây cũng là một phiên bản pop 6 inch nữa các bạn. Oh my god, quá dễ thương luôn. Bạn khỉ độc Winston này đúng nghĩa là một gương mặt thương hiệu của game này luôn nha các bạn. Bởi vì trong những cái trailer rất là đầu tiên của Overwatch thì bạn này luôn được xuất hiện. Không những vậy mà với một cái vai trò là giống như là tập hợp biệt đội Overwatch lại nữa. Bạn này xuất thân là một chú khí độc ở trong phòng nghiên cứu, bị người khác bắt về kiểu như là làm test rồi làm nghiên cứu đó các bạn. Và không ngờ là bạn này biến thành quá thông minh và trở thành một nhà bác học luôn. Ở trong game thì bạn này nhìn rất là già dặn, còn cái tạo hình của cái Funko Pop này làm cho bạn này có một cái dáng giống như là một baby vậy đó. Này các bạn thấy mặt bạn này có dễ thương không? So cute. Phần đầu của bạn này rất là to luôn nha, to hơn cả một nắm tay của anh luôn. Bạn này thì vẫn giữ một cái tư thế của khỉ độc trong một cái bộ áo giáp thám hiểm. À, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đằng sau này là giống như là một cái đôi cánh có động cơ, giúp cho bạn này có thể phóng tới rất là xa luôn nha. Những cái chi tiết dọc đốt sống lưng. Với cái tạo dáng này thì bạn này đứng vững khỏi chê rồi nha các bạn ơi. Đó. Và bạn này phải gọi là rất là thích luôn. À, nên như các bạn có muốn siêu tầm những bạn Overwatch này thì anh khuyên bạn này là một khởi đầu rất là tốt nè. Quá đẹp luôn. Cảm nói chuyện hiển nhiên, bạn này quá đẹp luôn, sao mà không thích được. Nhưng mà trong 5 nhân vật ngày hôm nay á, để nhận xét một cách khách quan nhất thì anh thích bạn May này nè. Còn các bạn đang xem video này thì sao? Các bạn thích nhất nhân vật nào trong tập ngày hôm nay? Hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết nhé. Và dành cho những bạn nào quan tâm thì các bạn có thể kiếm được những nhân vật Funko Pop Overwatch nói riêng và rất nhiều dòng đồ chơi khác nói chung tại những cửa hàng của Toysphere, hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào toysphere.vn để biết thêm chi tiết nhé. Và các bạn cũng đừng quên tham gia sự kiện Superhero Fest nha, nếu như có thể. Đúng rồi đó các bạn, một sự kiện rất là vui, rất là thú vị, rất là hoành tráng luôn. Ok, như vậy là một tập đội trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station nhé. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye các bạn luôn nhé.